khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Lại gặp cả nhà. Nhìn thấy bộ đồ của anh Lâm ở trong chùa nhìn học lắm anh. Nhưng mà sao cái chùa anh đen vậy hả? Chùa dơi nè. Chùa dơi. Nhưng mà ngày hôm nay tại vì không biết chương trình vô bay. Chùa này nên làm lộn chùa rồi. Đây là ngôi chùa Khmer cổ ở đồng bằng sông Cửu Long và có lịch sử 500 năm. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ở tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một cuộc đua để tìm ra mảnh ghép còn lại. Đúa nữa, không có sức nữa, đúa. Ở đây các bạn có quyền hoán đổi quyền sở hữu các mảnh ghép, nên mọi người hãy chú ý nhé. Hoán đổi quyền sở hữu nha, mời cẩn thận nha. Cuộc đua của chúng ta có tên là truy tìm kho báu. Những mảnh ghép còn lại đang được giấu trong những chiếc dương ở các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên là có 3 loại dương. Loại thứ nhất là dương mảnh ghép. Khi mọi người tìm được dương này và mở nó ra thì sẽ được quyền sở hữu mảnh ghép ở trong dương. Loại dương thứ hai là dương thử thách. Khi mở dương này thì phải thực hiện thử thách do chương trình đưa ra. Nếu mà vượt qua được thử thách thì tiếp tục cuộc chơi, còn nếu thua thì lập tức bị loại. Wow, coi như thua luôn đó hả? Là coi như mất hình luôn. Loại là loại hết luôn hả chị? Nếu bị loại thì các bạn sẽ mất luôn số mảnh ghép mình đang sở hữu. Ôi, chơi gì căng vậy? Loại dương thứ ba là dương hủy diệt. Thành viên nào tìm được dương này sẽ được loại một thành viên bất kỳ trong đội đối thủ. Bên kia mà lụm cái là loại tôi liền luôn. Anh ơi, em mà lụm là loại anh liền. Em lo cho anh quá. Hay là gì có làm bị loại là mọi người hiểu. Dương hơi bị căng nha. Khi loại người kia thì bạn sẽ được lấy luôn mảnh ghép mà họ đang sở hữu. Xin mời mọi người nhận lại những mảnh ghép của mình ạ. Mình còn gì để mất đâu, mình có một mảnh. Mình có một mảnh à? Mình hai mảnh đúng không? Các bạn sẽ phân chia số lượng mảnh ghép cho từng thành viên. Mỗi người sở hữu số lượng cụ thể, sau đó thì di chuyển mỗi người một hướng. Xin mời 9 thành viên nhận bộ đàm ạ. Alo, chị nghe em không? Chị nghe rồi. Alo, mọi người nghe em không ạ? À? Chuẩn rồi ạ. Chưa luôn ạ. Alo, nghe không? Wow, rồi ok. Chưa thôi. Alo. Xin mời các đội bắt đầu. Đi thôi. Tụi em ở đâu tới đây? Anh bây giờ đã nương nhờ cửa Phật rồi. Thôi tụi em đi về đi. Anh không phải là Bảo Lâm nữa. Anh là Diệu Lâm. Ở đây trước cổng chùa đừng la nữa, ảnh hưởng tới sự tu tập của anh. Về đi tụi em. Chụp một tấm hình, đưa một cái điện thoại Android cho nhau. Xin chào mọi người, tôi là Diệu Lâm và hiện tại tôi đang ở trong chùa để tu tập. Nhưng các em quá là yêu thương và quý mến tôi. Và đây là những gương mặt đau em ơi, những gương mặt yêu thương quý mến tôi. Thôi được rồi, anh xin phép tụi em. Về đi. À, điện thoại. Trời ơi. Để anh lại quay vô, để anh chụp cho, đưa máy vô chụp cho. Ok, đưa máy cho anh chụp, Ok, đưa cho chú chụp con. Anh tìm được gì không vậy anh? Em ơi. Nè. Ủa gì vậy? Rồi hồi nữa sao biết anh trả lại? Ủa? Vậy có bị kỳ quá không?
kỳ nha. Anh mà sao mà ăn cắp người ta. Trời ơi, thôi mình vô chùa mà đứng trước chùa mà ăn cắp là chết rồi. Chết tôi rồi. Trời ơi. Anh tôi. Rồi, cảm ơn em. Thử thách ạ. Với thử thách này, những người chơi nhắm một mắt, búng nắp chai rơi xuống, búng được 4 lần, trúng 2 lần là sẽ thắng. Bắt đầu ạ. Bạn đã phạm luật. Là không được nhắm nhất như này cũng không được luôn ạ. Người thua cuộc từ đầu đến cuối, từ đầu đến giờ mọi người đều bảo là cái con này nó không được một cái nước non gì cả, nó chỉ làm phiền cho mọi người thôi. Cho em làm lại. Chị Ban ơi. Mọi người hãy cho em giải mãi, không ai nhìn thấy, xung quanh đây không có ai. Chúng tôi không chấp nhận ạ. Hành trình rực rỡ, 21:15 chủ nhật hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Xin mời bạn giao lại mảnh ghép. Trời. Alo các bạn ơi. Nghe Bích Phương ơi, nghe Bích Phương nói đi, Bích Phương nói đi. Thôi tôi bị loài rồi. Nghe đã. Ý ở đây là gì nè? Có cái gì không? Em mở nha. Giấy. Thật kỳ nước hết chứ. Hay lắm mà. Cả nhà thực hiện gì ạ? Với thử thách này, bạn sẽ dùng cái dùi đánh vào trống để cho kẹo bay lên và hứng được bằng miệng. Nếu như hứng được 5 cái trong vòng 2 phút thì sẽ thành công. Tại sao mà mình có thể vô hứng bằng miệng đây? Mình sẽ ráng thực hiện thử thách. 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi, khó đó mọi người ơi. Trời ơi, khó quá à. Lạ hả? Chết rồi, khó quá đi. Thúy Ngân loại. Lẹ ghê quá đi. Không. Tại sao cái thử thách khó như vậy? Xin mời bạn giao lại mảnh ghép. Là thực hiện được là lấy cái mảnh ghép của em đó đúng không?
Thấy chưa Hoa ơi, chị đã nói rồi, chị xui lắm không nghe. Ở đâu vậy? Coach. Ủa có nhanh quá hay không? Người ta thường nói ở hiền gặp lành vua, chào sư thầy, cái tự nhiên vô cái đường luôn nè. Trời ơi, ủa? Trời ơi, Lâm đi đây. Ủa tối rồi hả? Mình ơi. À, ủa hên vậy? Vừa chào sư thầy cái luôn đó. Nè mấy thầy đang đứng nha. Thầy. Chào sư. Dạ, chào sư. Hello mọi người. Trong đó có cái thùng nào không? Không có hả? Ừ có không? Ừ kiếm địa chỉ anh nha. Cảm ơn nha. Không, không phải cái thùng đó. Ý là có cái rương nào không? Có cái rương chương trình set up á. Tự nhiên lấy cái thùng đưa luôn vậy trời ơi. Ủa sao tôi chưa tìm được cái thử thách nào hết vậy? Mọi người thấy cái trạm nào gần đây không? Ủa hướng nào mọi người? Isaac đã bị hủy diệt rồi. Xin mời quay lại chỗ tập trung. Tôi chưa kịp chơi mà, cho tôi lên hình một cái rồi lại hủy diệt cho. Con được chọn một cái rương hủy diệt thì mình có nên hợp là hủy diệt ai không chú? Đợi chú chú với Phúc đặng chuyển qua cảnh số 12. Anh để anh Phúc ơi anh đang ở bên gần cái cổng này. Phúc ơi, có một cái rương mà cái rương này rương được gọi về loại ai? Lâm hay là Isaac? Lâm hay Isaac? Tại vì bà Bích Phương thiện gái. Lội lên dương bổ Lâm đi anh, thẳng tay giùm em đi. Ok. Ủa sao mọi người loại Dương Lâm nhóm em mà em lại nghe thấy hết vậy trời? Chập kênh rồi. Lội lên dương bổ Lâm đi anh, thẳng tay giùm em đi. Ok. Em mà em lại nghe thấy hết vậy trời. Ủa? Đưa cái miếng đó cho tôi, hình như tôi nói lội, hình như tôi nói lội mình đó. Tôi nghe là như là lội Lâm á. Thôi vậy. Đúng rồi. Ừ, nghe hãy lấy hết đi mình ơi. Thôi không được mà, lúc đầu chia cho miếng không chứ không lấy được đâu. Cái miếng này ok được. Được không? Được. Đứa nào nói vậy? Chạy đi bây giờ, cứ chạy đi đó rồi. Chạy ra. Chạy đi, kiếm chỗ chơi đi. Rồi. Ai dắt nha. Ok. Tiểu Vi sẽ quyết định chọn loại anh Ai dắt. Tôi chưa kịp chơi mà, cho tôi lên hình một cái đi rồi hãy hủy diệt được không? Anh chưa kịp chơi gì hết trơn là bị hủy diệt rồi. Quá thất vọng. Tại sao lúc nào em cũng nói là em rất yêu quý anh mà chưa gì hết em nói lỗi? Tại vì em ghen tị, em sợ anh đẹp hơn em. Lên hình. Làm sao mà anh đẹp hơn em được? Lên hình anh đẹp hơn em. Thôi, anh xin trao lại mảnh ghép của anh cho em. Chúc mừng em. Yeah.